Phần thuế hôm trước ấy là À. mình lên tờ khai thuế ở trên Misa, sau đó nhập khẩu dữ liệu lên HTKK và xuất dữ liệu từ HTKK ra file XML để mình nộp cho cơ quan thuế. Sau khi hạch toán đầy đủ các hóa đơn mua vào và hóa đơn bán ra thì lúc đấy mình mới lên được tờ khai thuế. Thì tờ khai thuế được lên theo tháng hoặc theo quý tùy theo từng doanh nghiệp. Nếu như mà doanh thu năm trước dưới 50 tỷ thì kê khai thuế theo quý, còn doanh thu của năm trước mà 50 tỷ trở lên thì là kê khai thuế theo tháng. Hạn thời gian kê khai thuế theo quý là ngày 30 tháng đầu quý sau, còn kê khai theo tháng là ngày 20 của tháng sau. Và kê khai thuế này nó sẽ bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Thì hôm qua mình đi được tờ khai thuế giá trị gia tăng rồi. Tờ khai thuế giá trị gia tăng thì để lập thì sẽ vào phân hệ thuế, chọn thông tư 26 tờ khai giá trị gia tăng, chọn quý cần kê khai, sau đó nhấn chọn tờ khai lần đầu, chọn mua vào và bán ra, nhấn đồng ý. Kiểm tra các thông tin ở trên bảng kê mua vào bán ra đúng hay chưa? Và nhớ bấm vào đây để xem chi tiết, để xem là có hóa đơn nào bị lỗi chưa lên trên bảng kê hay không. Cái thứ hai nữa là mình phải đối chiếu các hóa đơn mà mình đang cầm ở trên tay ở quý đó với lại các hóa đơn chứng từ mà đã hạch toán lên trên bảng kê ở trên phần mềm này, xem đúng hay sai ở tiền thuế hay tiền hàng hay ngày hạch toán số hóa đơn. Sai cái gì thì mình tích thẳng vào những cái chứng từ đó, tích thẳng vào cái chứng từ mua vào màu xanh này, sau đó nhấn bỏ ghi và nhấn sửa để sửa lại thông tin nếu như mà có sự sai sót, còn đúng rồi thì thôi. Đó, tương tự bán ra mình cũng phải kiểm tra các hóa đơn xem số hóa đơn này này nó đã đi theo lần lượt hay chưa. Số hóa đơn thì bao giờ đầu ra ấy nó cũng xếp xếp theo tự thời gian tăng dần. Nếu mà bị nhảy cóc, kiểm tra lại và thu hồi hóa đơn xuất lại để cho hóa đơn nó theo thứ tự tăng dần theo ngày tháng. Và cũng kiểm tra tiền hàng tiền thuế của hóa đơn bán ra. Khi mà bảng kê mua vào bán ra đúng thì phần mềm tự cập nhật lên trên tờ khai chính. Chỉ tiêu 23, 24, 25 là mua vào. 32, 33 là chỉ tiêu bán ra chịu thuế 10%. Đấy. Và chỉ tiêu 43 là số tiền được khấu trừ chuyển ký sau. Còn nếu số tiền thể hiện ở chỉ tiêu 40 chính là số tiền mà mình phải nộp thuế giá trị gia tăng. Khi mà lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ở trên MISA xong thì phải nhấn vào chữ in đối với lại cái tờ khai chính này, không cần chọn phụ lục. Nhấn chữ in, mục đích là để mình xuất khẩu tờ khai chính này ra file XML để nhập khẩu lên HTKK. Mình khỏi phải điền tay ở trên HTKK đỡ mất thời gian. Đây cái này nhấn vào xuất XML để mình xuất ra. Khi mà mình xuất ra xong rồi XML rồi thì mình mở HTKK lên để mình lập tờ khai. Đấy, lúc này lập tờ khai ở MISA mình lập quý nào thì bên HTKK cũng phải chọn quý đó. Ví dụ kia là quý 1 năm 21 thì ở đây cũng phải là quý 1 năm 21. Không cần chọn phụ lục và nhấn đồng ý. Rồi nhập từ XML, chọn đến cái file XML mà mình vừa kết xuất ra ngoài ổ nào đó ở trên máy tính. Và mình chọn các cái file đó. Chọn đến cái file đấy thì nhấn Open là nó tự nhập khẩu lên HTKK cho mình số liệu. Thì mình đỡ phải nhập bằng tay. Đúng rồi thì mình điền lại thông tin người ký và điền ngày ký vào. Sau đó nhấn ghi và kết xuất ra XML. Đấy, đó là lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Và thêm một bước nữa khi lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Thực hiện bút toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo quý. Nhấn đồng ý. Sau đó nhấn cất. Mục đích khấu trừ là để khấu trừ giữa thuế đầu ra và thuế đầu vào nếu như có sự chênh lệch giữa mua vào và bán ra. Nếu mà mua vào nhiều hơn bán ra thì được khấu trừ, và mua vào mà ít hơn bán ra thì cái số chênh đó chính là số thuế mình phải nộp.
Đấy là về thuế giá trị gia tăng. Thì khi mà mình lập tờ khai thuế giá trị gia tăng xong ấy, khấu trừ thuế thì phần mềm sẽ thực hiện trong phân hệ tổng hợp này, chứng từ nghiệp vụ khác này. Đây, quyết toán khấu trừ thuế đây. Nếu như sai thì click bỏ ghi và nhấn xóa và thực hiện lập tờ khai thuế lại và thực hiện khấu trừ lại thuế giá trị gia tăng. Đấy là đối với thuế giá trị gia tăng. Còn một trường hợp nữa, đối với thuế giá trị gia tăng là mình kiểm tra xem thuế giá trị gia tăng mình kê khai của quý đó đúng hay chưa. Thì vào phần báo cáo này này, trong danh sách báo cáo chọn báo cáo đối chiếu thuế và sổ cái. Chọn kỳ mà mình cần đối chiếu, nhấn đồng ý. Nếu như ở trên báo cáo đối chiếu này có sự chênh lệch thì mình phải biết được nguyên nhân tại sao. Ví dụ như là trong quá trình mà mình hạch toán hóa đơn mua vào, hạch toán hóa đơn bán ra lên tờ khai thuế, nhưng khi lên tờ khai thuế trong phân hệ trong cái phần này. Đây, khi lên tờ khai thuế, ví dụ như ở đây có 36 chứng từ nhưng mình lại không muốn hạch toán 36 chứng từ này mà mình chỉ muốn ghi nhận có 34 chứng từ thôi chẳng hạn. Thì lúc đấy mình nhấn vào chữ chọn chứng từ này, mình bỏ đi hai chứng từ. Tích bỏ đi hai chứng từ, sau đó nhấn cất. Thì lúc đấy phần mềm chỉ cập nhật 34 chứng từ thì tổng số tiền của hai chứng từ mà mình để lại đấy nó sẽ thể hiện trên cái bảng chênh lệch. Nó thể hiện ở trên cái bảng báo cáo chênh lệch này này. Lúc đấy nó sẽ thể hiện ở trên bảng chênh lệch này. Thì cái số tiền trên bảng chênh lệch này mình cộng lại với lại cái số tiền ở trên tờ khai thuế chỉ tiêu 43 nó bằng với dư nợ của 133 thì là đúng. Ví dụ nha. Nhấn sửa này. Bây giờ mình không muốn kê hai hóa đơn thì mình nhấn vào chọn chứng từ. Bỏ lại hai hóa đơn này. Nhấn đồng ý. Lúc này phần mềm chỉ cập nhật có 34 dòng, đúng không? Mình nhấn cất này. Có này. Và lúc này ở trên tờ khai là số tiền được khấu trừ 6.420.000. 6.420.000 055 đồng. Đó, đây là số thuế khấu trừ ở trên tờ khai. Và ở trên bảng cân đối tài khoản số dư nợ 133. Triệu 162.561 đồng. Đó là số tiền ở trên cân đối tài khoản. Như vậy là đang có sự chênh lệch giữa chỉ tiêu 43 và số dư nợ của 133, đúng không? Mà chênh lệch như thế thì mình phải phát hiện ra bằng cách vào phân hệ báo cáo đối chiếu. Đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái, chọn quý cần kê khai, nhấn đồng ý. Lúc này mình sẽ thấy được sự chênh lệch ở trên sổ cái. Tức là trên sổ cái mình có ghi nhận, ngoài việc ghi nhận 34 chứng từ kia rồi thì trên sổ cái mình còn ghi nhận thêm hai chứng từ này nữa. Hai chứng từ này chính là hai chứng từ mà mình kê khai xong rồi mình tích bỏ đi, bỏ ra đấy, không kê khai vào cái quý 1 đấy. Đấy, nhưng mà nó đã được hạch toán vào nợ 133. Thế nên là nó lên sổ cái 133. Tức là nó lên trên số dư của 133 trên bảng cân đối tài khoản đấy. Nhưng ở bên thuế này nó không có số tiền, tức là nó chưa được kê khai. Đấy, nó ở bên thuế này không có số tiền, tức là cái hóa đơn này chưa được kê khai. Vậy tổng hai hóa đơn này cộng lại số tiền thuế là 5.742.506. Đấy. Lúc này để kiểm tra tính đúng đắn xem có đúng hay sai thì mình sẽ lấy ở chỉ tiêu 43 này cộng với lại cái số tiền mình để lại này xem có đúng bằng với lại ở trên bảng cân đối tài khoản hay không.
Ở đây khi mình cộng lại nó bằng, đúng chưa? Nó bằng thì là đúng, còn nó không bằng thì là sai. Đấy. Nó không bằng thì phải kiểm tra lại cái hóa đơn này. Nguyên nhân của nó tại sao? Thứ nhất là ngày hóa đơn có đúng hay sai. Thứ hai là nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào rồi tài khoản thuế có đúng hay không? Đấy là cách mà mình đối chiếu thuế là như thế thôi. Nếu mà có sự chênh lệch thì phải kiểm tra như vậy. Còn thuế đầu ra thì phải lưu ý là quý nào phải kê khai quý đấy. Không được để lại như là đầu vào đâu nhé. Liên với chị Kim Anh có hiểu không? Ôi thì hiểu rồi. Thế Phương ơi, cái mà cái này là Phương mình làm theo phương pháp khấu trừ ấy. Còn nếu như mà làm theo cái phương pháp trực tiếp ấy thì là nó khác nhau như nào? À, trực tiếp thì mình không phải thực hiện môn toán khấu trừ nữa và nó cũng không có tài khoản 133. Ý là lúc mà mình hạch toán đấy là không có thuế thì là nó sẽ lên là vẫn mua vào bán ra bình thường, nhưng mà đến lúc là mình không cần khấu trừ nữa mà nó có trừ trực tiếp trên đấy luôn rồi. Đúng rồi. Bán ra bao nhiêu thì nó nhân với lại 5 hay là 10%. Tùy theo từng ngành nghề. Mà nó nhân với lại phần trăm đây. Phân phối cung cấp hàng hóa thì là 1%, còn xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5%, điền tổng doanh thu vào đây thì nó tự tính ra cho mình số tiền thôi. Ví dụ như là ở đây à, mình thường là bán hàng hóa thành phẩm đấy, ví dụ một lần mình thu được là 2 tỷ 400 triệu chẳng hạn thì nó sẽ ra 24 triệu phải nộp, và lúc đấy là mình phải nộp. Còn không như là khấu trừ. Khấu trừ là nó được khấu trừ giữa mua vào và bán ra. Còn bao nhiêu thì nó phải nộp. Còn thằng trực tiếp này thì doanh thu bao nhiêu thì nó sẽ tự nhân với phần trăm và sẽ ra số tiền phải nộp luôn. Nhưng mà nói chung thì nó cũng giống nhau đúng không? Tại vì là doanh thu nó trừ đi chi phí rồi mà. Cái số tiền thuế mà mình phải nộp ấy, giả dụ như là bên khấu trừ thì là mình khấu trừ bằng bao nhiêu đấy, nhưng mà mình làm theo phương pháp trực tiếp ấy thì là mình sẽ tổng doanh thu mình trừ đi chi phí, thì là chi phí của nó nhiều thì là cái số tiền nhân lên nó cũng giống nhau. Không, đấy là thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn đây mình đang làm thuế giá trị gia tăng. Và cái cậu đang nói là làm theo phương pháp trực tiếp mà cũng là thuế giá trị gia tăng, chứ không phải là thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy là về thuế giá trị gia tăng này. Còn muốn nói trường hợp nữa là trường hợp điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. Cái điều chỉnh thuế ấy, mọi người lưu ý, nguyên tắc của điều chỉnh thuế, sai quý nào lập lại tờ khai bổ sung quý đó, số tiền chênh lệch thì được điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ mà phát hiện ra sai sót. Ví dụ, mình đang làm tờ khai quý 1, nhưng quý 1 bị sai thì mình vào tờ khai giá trị gia tăng làm quý 1 xong. Đương nhiên là trên HTKK này phải có quý 1 lần đầu trước nhá. Xong rồi thì mình vẫn khai bổ sung. Ví dụ bây giờ mình mới phát hiện ra là nó sai lần 1 thì lần mình bổ sung là lần 1. Nhấn đồng ý. Và lúc này mình điền số tiền thuế và tiền hàng đúng lên trên các chỉ tiêu này là được. Ví dụ như là cái này tiền giá trị của nó là 3 tỷ 307, nhưng mà tiền thuế giá trị gia tăng của nó là 310 triệu chẳng hạn. Đây, đúng của nó là có 310 triệu thôi. Thì mình phải điền 310 triệu ở đây. Xong mình nhấn ghi. Như vậy, lúc này nó sẽ có sự chênh lệch là 20 triệu, đúng không? Chênh ra 20 triệu. Tức là cái thuế lúc ban đầu của nó là 303 mà bây giờ nó là 310 thì nó là điều chỉnh tăng hay là giảm thuế khấu trừ nhỉ? Có ai biết không? Tăng 300. Đúng rồi, tăng 303 thôi đúng không? Tăng
lúc đầu của nó là 330 triệu 781.977, cái điều chỉnh giảm đúng không? Và cụ thể ở đây là giảm 20 triệu. Âm đây này là giảm. Giảm 20 triệu này thì cái này mình tạm thời mình vẫn nhấn ghi. Lúc này nó số thuế của nó là phải nộp. Còn cái lúc là lần đầu mà mình làm ấy là nó đang được khấu trừ được 12 triệu. Đây lúc đầu mình làm là nó được khấu trừ là 12 triệu. Đấy, nó bây giờ mình sang tờ khai quý 2. Ví dụ quý 2 mình phát hiện ra sai sót thì mình sang quý 2 mình vẫn làm tờ khai lần đầu bình thường. Nhưng chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 2 này nó vẫn phải được lấy ở chỉ tiêu 43 của tờ khai. Có phải là lần đầu của mình là 12 triệu 162 nghìn không? Tờ khai quý 2 phải được lấy đúng chỉ tiêu đấy, số tiền đấy lên. Chứ không được lấy số tiền là phải nộp 7 triệu hoặc là không được lấy số tiền bằng không. Số tiền bằng không tức là cái quý 1 mình có điều chỉnh đấy. Điều chỉnh lần 1 đây này. Sau khi điều chỉnh lần 1 bổ sung làm giảm thuế khấu trừ thì lúc này là phải nộp 40 triệu và chỉ tiêu 43 là số 0. Nhưng mà ở trong lần 1, lần đầu tiên chỉ tiêu 43 của nó là 12 triệu. Vậy khi làm tờ khai của quý 2 tức là quý 2 mình vẫn làm tờ khai bình thường thì nó phải được lấy ở chỉ tiêu 43 của tờ khai lần đầu sang. Và số tiền mua vào bán ra trên tờ khai quý 2 vẫn được điền bình thường theo số tiền của tờ khai quý 2. Đấy, vẫn được điền bình thường. Ví dụ như đây là doanh thu của quý 2. Và lúc này bên kia là quý 1 mình điều chỉnh là mình điều chỉnh giảm tờ khai thuế khấu trừ đúng không? Thì lúc đấy mình phải điền vào chỉ tiêu 37 cái số tiền chênh lệch mà chênh lệch giảm. Đây cái số tiền chênh lệch đây này. Từ 330 xuống 310 thì nó chênh lệch là 20 triệu 104 nghìn. Bao nhiêu đây? 578. 578. Đây, mình sẽ có cái số tiền chênh lệch này vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 2 mình đang làm. Đây, chỉ tiêu 37 là thuế giảm thuế khấu trừ. Đúng chưa? Như vậy, nếu như mà chưa điền vào chỉ tiêu 37 thì nó đang được khấu trừ 12 triệu. Nhưng mà khi mà mình điền số giảm thuế khấu trừ đi thì nó sẽ là số thuế phải nộp. Sau rồi ghi và mình cắt xuất ra bình thường, nộp. Đó là trường hợp điều chỉnh về thuế sẽ tăng nhá.